Hello, xin chào tất cả các quý khán giả đang theo dõi chương trình của Tuy Phong Cuộc Sống Châu Phi. Hôm nay lại là một ngày mới. Thì hôm nay mình sẽ lại đi trồng cà chua. Cà chua của mình gieo là nó lên được cũng như này là cũng là cao rồi. Cái này là phải đánh ra để trồng rồi. Không nó cao quá từ lúc đánh ra là hay bị chột cây. Nó chột thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc sinh trưởng của nó. Cà chua của mình là gieo là cùng đợt với những cái loạt rau cải trước đấy khoảng tầm 3 4 hôm gì ấy. Nó đã đủ lớn để đánh ra trồng, sẽ trồng ở bên kia suối. Trồng cà chua thì ở bên này thì bán nó cũng dễ. Cà chua không có mà bán này. Đây, cà chua của mình. Vâng, từ bên chỗ rau giống thì là mình chuyển xong này cho mọi người biết chỗ này là mình sẽ trồng hết cà chua ở khu này. Chỗ này chưa làm gì cả, tí mình sẽ lên luống và sẽ chuyển sang mặt bên kia. Đấy, khu bên đấy nữa. Bên đấy mình sẽ cũng để trồng cà chua. Còn những ở phần dưới thấp là mình sẽ trồng rau hết. Tại vì nó có nước, mình ngày nào mình phải tưới rau, phải tưới nhiều mà. Hết khu này là mình sẽ trồng hết cà chua. Hôm nay chưa làm gì cả, bây giờ mình bắt đầu là cúc đất và lên luống. Marcelino vẫn kia habit đủ. Bạn là Marcelino, bạn ấy đang đi lấy cuốc. Cái cuốc xẻng. Còn một phần nữa là bạn chưa cuốc hố xong. Đây mới là chỉ là một lửa đất để trồng ấy, thì để trồng cà chua các bạn nhé, vẫn còn rất là nhiều. Amanhã. Hoje amanhã. Sim. De manhã. Sim. Meu trajeto da Rojo. Aros. Sim. Saco 500 e quanto é o nosso? 1 quilo. Não é 450. Não. É 500. 500. Bạn ở kia là bạn ấy đang bảo mình đi sáng mai là bạn ấy mua hộ bạn ít gạo. Mua É một túi 500, một Tony. ấy. 500. Não é 400. Não, 400 não vai. Ué, o quilo é sujeito aí. Latão. Marcelo, o quilo de arroz é 500. Fundo mai á, mais fundo. Tá bom. Ah, yeah. Sim, tomate poré de fundo mútuo. Antônio, no traje, ó. Sim, eu não quero ser. 500 muito. 400 tá bom, 500 não. 400 você não comprar. Amigo, traz lá peixe, ó. Vou pagar aqui, ó. Ok. Yeah. Hai ở trên phố về các bạn lên. À, hai trên phố xuống đây là các bạn ấy nhờ mình mua hộ đồ. Fundo banos de sacaiu de que teja. Pode aumentar mais distante. Any depois vai mais. Vai distante mais muito que. Muito saiu. Đây là thành quả của ngày hôm nay bạn ấy. Thì là bạn ấy làm thì cũng là cũng có mình góp ít sức lực vào nữa. Chứ một mình bạn ấy không thể làm được hết như này được. Một buổi chiều thì cũng không thể mà lên uống được hết nhiều như được như này được. Nên là cũng có mình cũng giúp đỡ bạn ấy. Mình đang bảo là bạn đào cái hố thật sâu à. Thì lúc mình trồng cà chua thì phải trồng sâu mà. Giờ này là cũng là rất là muộn rồi, tầm này là cũng đang khoảng tầm 5 giờ chiều rồi. Nên là nó cũng đỡ lắng. Làm thì nó sẽ không mệt.
Hiện tại là mình đang hướng dẫn bạn Marceline lúa. Mình vừa thiết kế được một cái que ăn nó cậy lên nó dễ. Cái này là mình cũng phải tưới ẩm nhé. Khi mà tưới ẩm nó vào thì là cái rễ của nó không bị đứt. Mình sẽ đánh hộ bạn như này để bạn ấy cấy cho nó đảm bảo. Không chết mất thì cũng phí. Cây này vừa đẹp rồi đấy. Ele faz chegar ainda, você coisa, depois vamos vir buscar mais. Né? Nada, daqui pouco. Daqui pouco, né? Sim. Bạn ấy bảo là mình bảo từ từ ăn nhỏ nữa, không thì là sợ nhiều quá mà ăn thua gì chỗ kia 4-5 luống cơ mà trong ngoài tay. Sau này bạn ấy cứ tưới hết ngày. Chỗ này mình trồng này mấy nữa mình trồng cả rau nữa. Bạn ấy chỉ có ăn mới chăm mới tưới cũng mà hết ngày. Thế này là mình đánh ra là cũng vừa rồi chứ không phải là bé quá. Anh em nhìn nhé, cây nó khoảng tầm gần 20 phân rồi. Rất đẹp luôn. Mình để cao là nó hay bị chột. Cỏ ở đây nó lên cũng khỏe. Mình nhổ này xong mình phải tách hết ra. Tách hết ra từng cây một chứ không để nó trụm vào. Tí bạn ra kia bạn ấy, tay bạn ấy khỏe, bạn ấy cứng hơn thì làm nó sẽ ấy, nó dễ bị gãy cây. Đây còn hai núm nữa. Đây mọi người nhìn. Đã được từng đây rồi. Đây mình sẽ lấy thêm ít nữa. Toàn bộ rễ vẫn còn nguyên. Cái này cà chua không biết là nó có ấy không chứ còn một túi của nó là hết. Ui, cũng nhiều tiền ấy, tính ra 1.000 quan rồi. 1.200, 1.300 cũng nhiều tiền, khoảng tầm 40-50.000 một túi mà có mấy hạt ta. Này Văn, bây giờ là mình đã nhổ xong cà chua rồi, bây giờ bạn ấy sẽ đi trồng. Mình cũng đi ra trồng cùng bạn luôn. De Safrenti. Pure fresa mateja. Các cái agua pai
Pai planta, você carrega água? Carregar? Sim. Tem parto pequeno, não? Aquele nosso de coso. Anda me tirar aquela água na canoa. Ah, aquela barra de nen, bidão de 5 cortado. Sim. Bảo bạn đi đi lấy cái cáo. Mình lần nào cũng thế, đi từ ngoài vào mà không biết là quên gì, toàn quên cái gáo nước của bạn thôi, không mua đâu. Rất nhiều lần. Ele não está tendo mais educação. Não, tchau. Cà chua phải lấp càng nhiều đất càng tốt, sau nó lên càng khỏe. Bây giờ mình sẽ đi rải cây cho bạn ấy, xong rồi là bạn ấy cứ thế bạn lấp đất thôi. Masoshi. Masoshi. Còn kia là Meni. Meni thì là vừa mới đi học về. Còn bạn Masenu vẫn đang trồng, Meni đang trồng. Bạn ấy đào chết cả ấy, một cây của mình mất thôi. Đấy. Bạn ấy trồng rất giỏi. Aki, hãy nhìn nè. Có mau ha biết đủ. Phía xa mai tê khá. Trong buổi chiều hôm nay cũng được nhiều phết các bạn, cũng được khá khá rồi. Giờ xem bạn ấy tưới nước kiểu gì. Ông mình ta mai epo cù ông ấy sẽ ca habit đủ. Ok đấy, chỉ ăn cho bạn ấy tưới nước thôi, phải tưới nhiều mai độ ẩm nó mới cao. Quay về đây xem bạn Meni à. Bạn ấy planta cùng planta bông.
Planta bom essa aqui. Sim. Aumentar mais terra. Tem dois. Tira. Uma só. Hôm nay chỗ này chưa cả kịp ấy như các bạn nhé, chưa kịp đào đào hố nước. Vietnamita, tchau, tchau, okay. Bye bye. Bye bye. Eu aqui. Ali é muito distante da câmera para ligar aqui. Fala bem, ó. Parabéns. Meu bạn đang đi lấy nước xa quá. Fala como? Ok, phải là bông, à xinh. Bye bye. Ok, vâng, mọi người cho mình được kết thúc video tại đây. Hẹn mọi người những video tiếp theo. Ok, vai kể cả cái gà quả com papai.